xã Bình Yên đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ năm 2023. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình huống về quốc phòng, xử lý tình huống cháy nổ. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Tại các vấn đề huấn luyện và chuyển trạng thái, đơn vị đã vận hành linh hoạt các tình huống và đáp ứng tốt yêu cầu nội dung của cuộc diễn tập. Trong phần xử lý tình huống cháy nổ, giả định xảy ra cháy tại nhà dân trong xóm, do đối tượng phản động xúi dục, kích động, hủy hoại tài sản nhằm chia rẽ, gây rối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khi phát hiện cháy, người dân trong xóm đã tích cực tham gia chữa cháy, cứu người và tài sản. Nhưng vụ cháy lan nhanh, tỏa ra nhiệt lượng lớn nên cần sự tham gia của lực lượng công an, quân sự. Ủy ban dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự huy động lực lượng, phương tiện đến tham gia chữa cháy. Bằng sự hiệp đồng chặt chẽ, sử dụng các dụng cụ chữa cháy được trang bị, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, cứu người bị nạn, cứu tài sản. Tình huống xử lý diễn ra nhanh gọn, đảm bảo yêu cầu mục đích đề ra. Phần xử lý thực binh với nội dung trung đội dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng. Tình huống giả định địch sử dụng một đại đội bộ binh cơ giới được trang bị vũ khí hiện đại tại điểm cao 60 thuộc xã Bình Yên. Trung đội dân quân cơ động xã được trang bị một khẩu đội cối 60mm, 3 khẩu trung liên, 3 khẩu B41, 10 quả pháo nổ, 2 giàn pháo nổ và nhiều vũ khí trang bị khác. Lợi dụng địa hình thuận lợi và điểm yếu của địch, trung đội dân quân cơ động đã vận dụng sáng tạo chiến thuật tiến công tiêu diệt mục tiêu của địch. Cuộc diễn tập diễn ra an toàn về người và trang thiết bị, đảm bảo nội dung của cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm giúp địa phương nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân, là cơ sở để xã tiếp tục bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình mới.